Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông tin về gió mùa Đông Bắc mới nhất vào ngày hôm nay và dự báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Theo đó, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Như vậy, áp thấp nhiệt đới kèm với gió mùa Đông Bắc sẽ phần nào giúp nền nhiệt của các tỉnh phía Bắc và Trung Bộ hạ nhiệt. Cụ thể, ngày và đêm nay, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến từ 22 đến 25 độ, vùng miền núi có nơi dưới 22 độ. Ở trên biển, từ đêm nay, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, riêng khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2 mét, biển động. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ chiều tối và đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Ngoài ra, từ ngày mai, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Về áp thấp nhiệt đới, vào hồi 1 giờ đêm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 6 tương đương với 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8. Dự báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang hoạt động, vùng biển phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động và có sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chiều ngày hôm qua, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai thông báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc từ 5 đến 10 km/h, cường độ ít thay đổi. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện gửi các tỉnh, thành phố, ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hiện đã có 15 tỉnh, thành phố có văn bản triển khai công điện chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Ngoài áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai thông báo nhiều rủi ro thiên tai thời gian tới. Cụ thể, Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý kiểm điểm phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ tàu thuyền hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan báo chí, đài trong tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trong tỉnh chủ động phòng chống thiên tai khi mùa mưa bão sắp đến. Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau đăng tải một số nội dung hướng dẫn một số biện pháp cơ bản trong phòng chống đối với các loại hình thiên tai có khả năng xảy ra trên địa bàn tỉnh do Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành. Áp thấp nhiệt đới sẽ khiến thời tiết ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Nam mạnh cấp 5, giật cấp 7, cấp 8. Dự báo ngày và đêm nay ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Nam đến cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long cũng được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
Cụ thể, khu vực hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai độ mặn 4 phần nghìn, xâm nhập sâu nhất vào khoảng 45-55 km. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long độ mặn 4 phần nghìn, xâm nhập sâu nhất trên sông Tiền, sông Hậu khoảng 20-30 km. Dự báo từ nay đến thứ Tư, độ mặn tại hầu hết các trạm cho các sông Nam Bộ giảm chậm trong 2-3 ngày đầu, sau tăng chậm. Độ mặn lớn nhất trong tuần tới sẽ xuất hiện vào cuối tuần và ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2022, riêng trạm sông Đốc nhỏ hơn năm 2022. Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên năm nay số lượng, cường độ bão, áp thấp nhiệt đới sẽ ít hơn giai đoạn 2020-2022. Trung bình mỗi năm có 12-13 cơn bão, trong đó có 5-6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Bão ít xuất hiện từ giữa tháng 6, trong đó từ tháng 8 đến tháng 10 có 6-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới tác động chủ yếu đến miền Bắc và miền Trung. Cũng theo công điện của Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẵn sàng các điều kiện lực lượng, phương tiện để đảm bảo trật tự kiểm soát, điều tiết, phân luồng giao thông, tổ chức cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ địa phương di dời, sơ tán dân khi có yêu cầu. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan, đơn vị, công an, bảo đảm an toàn các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc, các cơ sở giam giữ các lực lượng công an nhân dân. Các đơn vị làm tốt công tác truyền thông, phối hợp với lực lượng tại hiện trường, kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai, tổ chức tốt công tác trực ban, trực chỉ huy, đảm bảo lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống thiên tai. Cũng liên quan đến áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông, các chuyên gia khuyến cáo người dân chú ý theo dõi các bản tin áp thấp nhiệt đới tùy thuộc vào vị trí của tàu thuyền đang hoạt động, vị trí cường độ, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới và kịp thời cho tàu thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của áp thấp. Nếu tàu thuyền đang nằm ở phía bên phải hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới thì phải cho tàu thuyền chạy ngược gió, gió thổi lệch mũi trước mạn phải. Góc lệch lớn hay nhỏ tùy thuộc vào sức đẩy của tàu thuyền, tức là chạy về hướng Bắc, Đông Bắc. Nếu tàu thuyền đang nằm ở phía bên trái hoặc ở ngay trên đường bão, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển tới thì cho tàu thuyền chạy xuôi gió, gió thổi vào đuôi tàu thuyền từ mạn phải, tức là chạy về hướng Nam, Tây Nam. Chú ý rằng điều khiển tàu thuyền tránh bão áp thấp nhiệt đới trên biển phải luôn luôn giữ cho tàu thuyền cách tâm bão áp thấp nhiệt đới một khoảng tối thiểu từ 350-400 km, khoảng 200 hải lý. Khi không thể tránh xa vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão áp thấp nhiệt đới mà lọt vào vùng gió bão áp thấp nhiệt đới, người điều khiển phương tiện phải bình tĩnh, tập trung mọi khả năng đưa tàu thuyền nhanh chóng thoát ra khỏi vùng bão áp thấp nhiệt đới bằng cách: khi tàu thuyền nằm ở nửa bão áp thấp nhiệt đới bên phải thì điều khiển cho tàu thuyền chạy ngược gió, sao cho gió thực thổi vào mũi tàu thuyền lệch mạn phải một góc từ 30-45 độ, giữ cho tàu thuyền chạy theo hướng đó cho tới khi thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Khi tàu thuyền nằm ở nửa bão áp thấp nhiệt đới bên trái thì phải điều khiển tàu thuyền chạy xuôi gió, sao cho gió thổi vào đuôi tàu thuyền lệch mạn phải một góc từ 30-45 độ, tiếp tục điều khiển tàu thuyền chạy theo hướng đó cho đến khi thấy gió chuyển sang hướng nam, tức là tàu thuyền đã ở xa phần tâm bão áp thấp nhiệt đới bên trái, phía sau cường độ gió đã suy yếu, là tàu thuyền đã gần ra khỏi vùng nguy hiểm. Ở vùng gần tâm bão áp thấp nhiệt đới có gió xoáy rất mạnh, cường độ mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, sóng biển hỗn độn và có sức tàn phá lớn, biển động dữ dội. Để giảm bớt sức đập của sóng, có thể thực hiện một số biện pháp như thả dầu nhờn xuống biển, vứt các hàng hóa thiết bị nặng cồng kềnh trên boong tàu thuyền xuống biển để tăng độ cân bằng cho tàu thuyền, điều khiển tàu thuyền chạy ngược sóng hoặc chạy theo hướng sao cho gió thổi trước mũi mạn phải một góc thích hợp, hoặc điều khiển tàu thuyền chạy theo hướng sóng cao cho gió thổi chếch mũi đến chếch lái mạn phải. Không lái tàu thuyền đi theo rãnh sóng, vì như vậy tàu thuyền sẽ bị lắc ngang rất mạnh, rất dễ bị lật úp hoặc gãy bánh lái. Trong mọi trường hợp, điều tối kỵ là lái hoặc bỏ mặc cho tàu thuyền xuôi theo gió. Bởi vì gió bão áp thấp nhiệt đới sẽ cuốn tàu thuyền ngày càng gần tâm bão hơn, tức là vào vùng nguy hiểm hơn vì chạy xuôi theo hướng sóng. Để cho tàu thuyền giảm bớt sức đập của sóng thì điều chỉnh hướng đi của tàu thuyền đối với hướng sóng ở góc mạn phải khoảng 150-160 độ. Trong trường hợp tàu chạy ngược sóng, góc chệch khoảng 20-30 độ. Khi muốn thay đổi hướng đi của tàu thuyền thì phải chọn thời điểm sóng nhỏ nhất. Nếu chuyển hướng ngược sóng thì phải tăng tốc để tàu thuyền lướt nhanh ngang sóng, rút ngắn thời gian chịu gió.
nếu chuyển hướng xuôi sóng thì lúc đầu cho tàu thuyền chạy với tốc độ trung bình, sau từ từ tăng lên. Nếu góc chuyển hướng lớn thì chưa làm nhiều lần, mỗi lần cho tàu thuyền quay một góc khoảng 20 đến 30 độ để giữ cho tàu thuyền được cân bằng hơn trong sóng gió. Tàu thuyền đang ở ven bờ, gần bờ biển và trên sông phải di chuyển vào bờ và bến cảng tìm nơi trú ẩn an toàn, neo đậu tàu thuyền đúng kỹ thuật để không bị hư hỏng khi có sóng to gió lớn. Tuyệt đối không để ngư dân, thuyền viên ở lại trên tàu thuyền trong thời gian có bão, áp thấp nhiệt đới. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau.